Ishawa R6 này tôi mua trên xe đạp quýt.com. Tôi thấy xe tôi rất hài lòng và chạy rất tốt. Ở bên giao xe tôi thấy rất đẹp, giao đúng xe, đúng mẫu của tôi đặt trên quýt.com. Xe rất chuẩn, rất nhẹ nhàng và lên dốc rồi thấy bình thường, không có gì trục trặc. Tôi rất hài lòng với xe này, tôi là thoải mái ở bình thường. Nói chung là chiếc xe này là ok hết. Các bạn cứ mua và khỏi cần tìm hiểu gì nữa, tại vì tôi chạy thử rồi, tôi chạy hôm giờ nằm dạng phải có 700-800 cây số. Tôi thấy chiếc xe rất đẹp và ok. Vâng, xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của anh Hải ở Bình Thuận về chiếc xe đạp Sapa của anh mới mua ở xe đạp thể thao VIP.com. Anh Hải Bình Thuận đã đặt mua chiếc xe đạp Sapa R6.0 màu đỏ trắng size 50. Nhưng khi đó hàng ở Việt Nam đang hết màu nên anh đã đặt cọc tiền và đợi vài hôm để xe về. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh mua một món hàng qua mạng với giá trị cao như vậy. Anh đã đợi xe và như anh chia sẻ rất hồi hộp, mong xe mất cả ngủ. Và đúng như mong đợi, khi anh nhận được xe thì anh rất là vui vì xe đúng như anh mong đợi luôn ạ. Xe rất đẹp, anh ráp nên rất nhanh và thử xe. Anh là người đi xe đạp khá nhiều nên ngay lập tức anh test xe chạy trong vòng 10 ngày hơn 1.500 km bạn nhé. Tức là khoảng 150 km một ngày với quãng đường rất là dài. Như vậy với số lượng km như này, anh có thể thấy anh Hải cũng là người chạy xe khá nhiều. Vâng, qua chia sẻ thì anh rất là hài lòng về chiếc xe đạp của mình cũng như là chất lượng phục vụ hàng của shop. Vâng, bạn đến với shop thì cũng như anh Hải và rất nhiều khách hàng khác sẽ mua được xe như ý và hoàn toàn với sản phẩm của mình nhận được. Đến với shop bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn đừng quên đăng ký kênh bạn nhé. Bạn còn câu hỏi nào thì vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936. Shop sẽ tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật và chắc chắn bạn cũng hài lòng như anh Hải và nhiều khách hàng khác bạn nhé. Vâng, một lần nữa hẹn gặp lại bạn. Chào bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.